Anh Thắng Trần có hỏi là con loa DK6025 thì chơi gia đình có hay không? Thì hôm nay trả lời anh Thắng nha. Thì bộ loa này chơi gia đình rất là hay luôn nha anh em. Tại vì dòng này được sử dụng những thiết bị rất là cao cấp như là vang số này, micro không dây này và con đẩy 4 kênh luôn nha anh em. Và bộ này thì nó có hỗ trợ cái loa súc này, loa súc 50, nó tăng cái giải âm trầm cho nên anh em chúng ta ca hát hoặc là mở nhạc tiếng rất là bạo lực ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái loa full 40 hai bên để lấy lời ca và hai cái loa chép 750 ở trên ha. Và con loa DK6025 này thì hiện tại đang có giá niêm yết là 35 triệu. Hiện tại thì đang có chương trình khuyến mãi chỉ có 25 triệu thôi nha anh em. Rồi anh em nào quan tâm thì nhớ liên hệ nha. Bộ này thì có hỗ trợ trả góp cho anh em nữa. Rồi để bây giờ thì sẽ test qua một đoạn cho tất cả anh em chúng ta theo dõi nha. Anh em nào quan tâm thì nhớ liên hệ ngay ha. Giá khuyến mãi chỉ có 25 triệu thôi. Đêm bao lá vàng đón mình cũ. Với mây trời xa dịu bước em đi. Nước mắt chìm theo sóng diều vờn ly.